Future Impact Academy. Wider perspectives, richer souls. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Future Impact Academy. Hôm nay Phong rất là vui khi có sự góp mặt của tiến sĩ Nguyễn Nam, thầy cùng với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam, đã cũng là cố vấn cũng như là đối tác chiến lược về mặt nội dung cho chương trình mùa này. Thì tập hôm nay là Phong với thầy rất là hào hứng với nhau khi mang tới một cái chủ đề, nếu mà mọi người nghe qua thì có thể nó hơi 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 hàn lâm, có thể nó hơi lớn, nhưng mà Phong vẫn muốn đặt để ở đây, bởi vì cái câu chuyện là khi mà em nhìn về một cái báo cáo mà người ta nói về quyền lực mềm ấy thầy, mà họ là cho rằng là một số các vị trí top đầu trong cái bản đồ về quyền lực mềm ấy, thì như các nước như là Anh, Đức, Pháp, Mỹ thì hay một số cường quốc mới nổi như tại châu Á như là Hàn Quốc, thì dù gia tăng sức mạnh mềm theo mục tiêu nào thì sự thành công của họ đều có một mẫu số rất đặc biệt liên quan đến việc chuyển hóa nguồn lực quyền lực mềm thành sức mạnh mềm có sức hấp dẫn lôi cuốn đối với cả đối tượng tiếp nhận. Thế nên thì tuy vậy có thể nghe qua nó lớn, nhưng mà Phong muốn mang tới đây với thầy Nam để mà cùng một chia sẻ là tại sao điều này nó lại liên quan tới người trẻ, và ví dụ người trẻ, giới trẻ họ có thể đóng góp như thế nào cho cái sức mạnh mềm của đất nước. Dạ. Cảm ơn thầy đã nhận lời tham dự chương trình. Xin cảm ơn anh Phong và cảm ơn Future Impact Academy đã tạo điều kiện cho tôi có dịp trao đổi với các bạn trẻ về quyền lực mềm. Đây là một cái vấn đề nó khá là lớn, như là anh Phong có nói đó. Để trước khi mà mình có thể đi vào thảo luận, có lẽ là mình nên có một cái tìm hiểu, có một cái tìm hiểu căn bản để mình biết xem là quyền lực mềm nó là cái gì. Đấy. Cái khái niệm gọi là quyền lực mềm, tiếng Anh nó gọi là soft power đó, thì nó là một cái khái niệm mà nó do một nhà gọi là chính trị học hay là một nhà khoa học về chính trị người Mỹ tên là Joseph Nye đề xuất vào những cái thập niên 80 và đến sang thập niên 90 đó, thì ông viết một hẳn một cuốn sách luôn lấy cái tên là quyền lực mềm và cái phương cách, những cái phương cách để tiến tới là thành công trong một cái thế giới chính trị hay là trong chính trị thế giới. Trong cái quyển sách này đó, thì ngay trong lời nói đầu đó, thì Joseph Nye đặt ra một cái câu hỏi là quyền lực mềm là cái gì? Thì ông có định nghĩa là như thế này. Quyền lực mềm đó, nó là một cái năng lực đó, để làm thế nào để chúng ta đạt đến cái mà chúng ta mong muốn, mà thông qua đó là cái việc là thu hút hay là thuyết phục nhiều hơn là cưỡng bách. Đấy. Thì hay là trả tiền, tức là mình trả tiền để mình mua cái sự đồng thuận của người khác, thì quyền lực mềm không đi theo hướng đó, không đi theo hướng cưỡng bách, cũng như là không đi theo hướng là dùng tiền để mua chuộc đó. Và ở cái quyền lực mềm đó, thì Joseph Nye cũng nhấn mạnh đến một số cái khía cạnh mà của một cái đất nước nó có thể đóng vai trò rất là then chốt trong cái quyền lực mềm, đó chính là văn hóa, tư tưởng chính trị và các chính sách. Đấy. Thì đó là cái định nghĩa của Joseph Nye khi mà ông nói về quyền lực mềm. Đặc biệt ở trong cái cuốn này đó, ông có nói một cái câu chuyện rất là vui mà là chuyện có thật. Đấy. Ông kể lại rằng đó là trong năm 2003 đó, ở tại Washington ở Mỹ, thì có một cái hội thảo. Đấy. Hội thảo đó thì là do là Bộ Quốc phòng và Quân đội Mỹ là đồng bảo trợ. Trong cái hội thảo đấy thì Joseph Nye trình bày cái khái niệm về quyền lực mềm. Trong cái số khán giả tham gia cái buổi hôm đấy thì có Bộ trưởng Quốc phòng là Donald Rumsfeld. Ông tham gia ở trong đấy và ông ngồi lắng nghe rất là chăm chú. Thế sau đó, sau khi mà Joseph Nye đã phát biểu rồi, thì đến lượt là Rumsfeld là phát biểu. Và sau đó là ông nhận cái phần là câu hỏi từ khán giả. Thì một khán giả trong số đó đó, họ mới hỏi là ông nghĩ gì hay là quan điểm của ông về quyền lực mềm là như thế nào? Thì thật là bất ngờ, Rumsfeld bảo là quyền lực là mềm là cái gì tôi cũng không biết.
Đấy, thì cái câu chuyện đó kể ra cho thấy rằng ngay khi là đầu thế kỷ 21, năm 2003, tức là cái cuốn sách của Joseph Nye đã ra đời rồi, thì ngay cả những quan chức đứng đầu ở Bộ Quốc phòng của Mỹ vẫn chưa nhận thức được, vẫn chưa hiểu hết được cái quyền lực mềm nó là gì và nó đóng vai trò như thế nào trong chính trị thế giới. Thế nhưng nó rất là kỳ diệu là vì trong một cái khoảng thời gian không dài lắm thì cho đến bây giờ cái khái niệm quyền lực mềm đã lan tỏa khắp thế giới và được cả thế giới là thực hành. Khi mà chúng ta nói cái điều này đó thì đôi khi chúng ta là bắt đầu là có một cái cảm giác ở dường như là quyền lực mềm là của cấp nhà nước đấy, Dạ đúng cấp cách của, các nhà làm chính sách đấy, của Bộ Quốc phòng hay là của Bộ Ngoại giao đấy, thì thực ra nó không hẳn là như thế. Quyền lực mềm nó là một cái khái niệm căn bản là nó xuất phát từ đó là khoa học chính trị hay là chính trị học, tức là tiếng Anh nó gọi là political science, đồng thời nó có liên hệ đến cái gọi là quan hệ quốc tế, tức là international relations. Nó cũng có liên lạc với lại quốc phòng và quân sự, là vì nó đối lập với lại quyền lực cứng, và quyền lực cứng thì dựa trên quân sự, dựa trên sức mạnh kinh tế, thì quyền lực mềm nó là một cái gì đấy đối lập lại. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ khuôn cái quyền lực mềm lại ở trong cái phạm vi là quan hệ quốc tế hay là trong là chính trị học. Bản thân quyền lực mềm đã lan tỏa, và chính là vì cái nguyên nhân là văn hóa là một yếu tố cực kỳ quan trọng ở trong cái quyền lực mềm. Chính vì vậy quyền lực mềm đã đi vào đời sống văn hóa. Và khi mà chúng ta nói về văn hóa đó thì chúng ta phải hiểu cái điều này: văn hóa là tất cả những cái gì mà chúng ta đang thực hành trong đời sống hàng ngày. Văn hóa không phải là chỉ là một cái show diễn hay là một cái bộ phim. Văn hóa là tất cả những cái gì chúng ta đang sống, đang sống từng ngày một. Và nói như thế nghĩa là chúng ta đang tham gia vào cái đời sống văn hóa của một đất nước. Và nói như vậy cũng có một cái hàm ý là chúng ta đang góp phần xây dựng quyền lực mềm của đất nước mình. Rất cảm ơn thầy Nam. Mà em nghe em không biết là có đang hiểu đúng không? Tức là bằng cách nào đó thầy có thể làm rõ hơn là bằng cách nào mà quyền lực mềm nó đi vào văn hóa, hay là em đang hiểu giống như là văn hóa là một cái biểu lộ, một khi là một tức là giống như là một công cụ để biểu lộ khía cạnh của quyền lực mềm hay sức mạnh mềm, đúng không thầy? Vâng, như là bây giờ mình có thể trở lại cái định nghĩa của ông Joseph Nye đó, thì ông nói là cái quyền lực mềm đó nó mang cái tính là thuyết phục và nó mang một cái tính hấp dẫn. Nó làm cho một cái cộng đồng này cảm nhận được cái hay, cái đẹp của một cái cộng đồng kia. Đấy, thì cái cộng đồng mà đang lan tỏa cái sức mạnh mềm đó thì nó là đang làm một cái công việc mà chúng ta thường gọi là ngoại giao, nhưng mà nó không phải là ngoại giao theo cái ý nghĩa rất là truyền thống, rất là hàn lâm. Chúng ta bây giờ thì chúng ta đã nói tới một cái khái niệm gọi là ngoại giao nhân dân đấy, hay là ngoại giao công chúng. Thế thì công chúng và nhân dân đang đóng vai trò ngoại giao, và khi hai đất nước tiếp xúc với nhau hay là một đất nước tương tác với lại một cái cộng đồng quốc tế thì rõ ràng đó là ở đây không chỉ là cái vai trò của nhà nước đang tương tác, đang tiếp xúc, mà cả một cái đất nước đó, cả một đất nước đó như là một cái tổng thể, và chúng ta chính là những cái khuôn mặt khác nhau, những cái tấm gương khác nhau, để khi mà một đất nước khác hay là con người từ một đất nước khác họ đến với đất nước chúng ta, họ tiếp xúc với đất nước chúng ta thì ngay lập tức họ thấy được cái đẹp, cái hay của một cái nền văn hóa. Và cái đẹp, cái hay của một nền văn hóa đó nó không phải là trừu tượng, nó là cái sự thể hiện qua con người, qua đời sống và qua rất nhiều khía cạnh khác của một dân tộc. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls.
Dạ, em muốn hỏi thầy liệu rằng cái nhận định này của em á nó có hơi cực đoan quá không? Nếu mà khi em nghe thầy chia sẻ cái sự ý thức về mình là cũng là một cái chủ thể đang đóng góp vào văn hóa, thì có hai cái câu chuyện của nhìn về lịch sử đi. Năm 1284 khi mà quân Nguyên Mông họ tới Việt Nam xâm lược thứ hai á, thì Thượng Hoàng Trần Thánh Tông có triệu hồi các bô lão để mà trưng cầu dân ý là sẽ nên hòa hay là chiến. Thì em nghĩ rằng ở cái thời điểm mà một thế kỷ thứ 13 như vậy, trên thế giới chắc cũng ít quốc gia có cái sự mà mình coi trọng cái ý dân đến như vậy. Và câu chuyện thứ hai nữa là liên quan tới rất nhiều cái văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa mở, khi nhiều sử gia họ đều đồng ý rằng là mình sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng thâu hóa cái này cái đẹp của văn hóa nhân loại để nâng cao, để làm giàu cho cái vốn văn hóa của Việt Nam mình, nhưng mà cũng luôn chọn lọc tiếp thu văn hóa nhân loại. Thì đấy là cái ý mà để em nói rằng là dường như là cái sự tự ý thức của thời trước cảm giác như đâu đó mạnh hơn rất là nhiều so với thời nay, đúng không trời? Nếu mà cái câu chuyện mà khi em nghe đến quyền lực mềm, sức mạnh mềm là đúng là em liên tưởng tới ôi cái việc này là của nhà nước. Vâng, câu chuyện mà anh Phong vừa mới nói đấy là ở thế kỷ 13 phải không ạ? Với lại cái hội nghị Diên Hồng thì nó có một cái điều thế này là lúc đó đó cái mà chúng ta đang đối mặt đó, không phải là quyền lực mềm từ phía bên ngoài mà nó là một cái quyền lực cứng. Tức là cái đội quân Nguyên Mông các thứ là họ đang dùng sức mạnh quân sự để họ uy hiếp Việt Nam. Và trong cái tình hình đấy đó thì đất nước cũng không thể nào mang một cái quyền lực mềm ra để là giải quyết vấn đề, thì phải dùng một cái quyền lực cứng để mình giải quyết cái đó, tức là mình ngăn chặn cái sự xâm lược của một cái thế lực rất là mạnh, một cái siêu cường, tạm gọi là như vậy, từ bên ngoài, để có thể được tạo ra một cái hiệu ứng, hay là có thể là chiến đấu và chiến đấu một cách có hiệu quả, thì phải tập trung sức dân. Thì cái câu chuyện tập trung sức dân bằng hội nghị Diên Hồng là một bài học dân chủ và một bài học về cái ý chí của dân tộc hết sức là quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Bây giờ cái câu chuyện đó chúng ta ngồi chúng ta kể lại ở thế kỷ 21 thì cái câu chuyện đó nó trở thành một phần của quyền lực mềm mà chúng ta đang kiến tạo. Tức là chúng ta chứng minh cho thế giới thấy rằng Việt Nam đã có một cái truyền thống coi trọng cái ý kiến của người dân và biết đoàn kết tập hợp ý kiến của người dân để tạo nên một cái sức mạnh của dân tộc, và cái sức mạnh đó nó đủ đủ mạnh để nó kháng cự lại bất kỳ một cái lực lượng nào, xâm lược nào, cho dù là mạnh nhất vào cái thời kỳ đó, thì với ý chí của dân đó, người dân nước Việt đó, thì cái thế lực đó nó đã được chặn đứng và chúng ta đã thấy rất rõ. Thế thì bây giờ nói lại cái câu chuyện đó là chúng ta đang kể một cái câu chuyện quá khứ, và cái câu chuyện đó đó nó đang tham gia vào, nó xây dựng một cái hình ảnh rất là đẹp của Việt Nam, và nó đang xây dựng một cái hình ảnh của một cái sức mạnh mềm của chúng ta ở trong thế kỷ 21. Em cảm giác như giống như là chỉ là thời điểm nào mình dùng công cụ nào thôi, còn cái ý lực toàn dân của chúng ta nó đã được build rất là xuyên suốt từ Vâng. quá khứ đến hiện tại. Vâng, đấy. Dạ, thì mình có thể, dạ thì rõ ràng là mình nhận thấy là đấy, vai trò của mỗi cá nhân như là một chủ thể kiến tạo về văn hóa, trong cái câu chuyện mình đóng góp văn hóa sẽ xây dựng cái sức mạnh mềm của quốc gia. Thì mình ý thức được việc đó thôi thì không thể, nhưng mà dĩ nhiên như thầy có chia sẻ từ đầu buổi, cái khái niệm về quyền lực mềm ngay cả đầu thế kỷ thứ 21 thì mình vẫn còn khá là mới, ngay cả với cả những cái cường quốc như là Mỹ họ vẫn còn chưa thật sự rõ. Thì tuy vậy thì nên là cái việc mà mình học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác nó là điều cần thiết để mình tránh đi những cái vết xe đổ không đáng có. Thì một trong những cái quốc gia mà em rất là ấn tượng và cũng có sự tương đồng mà nằm ở cái khu vực Đông Á đó là đã Hàn Quốc ấy thầy. Thì câu chuyện thì cũng đã có nói chia sẻ với thầy, khi mà một nhóm nhạc họ tới với mình chỉ trong 2 đêm thôi mà doanh thu của họ đã đạt được non nửa so với
Tổng doanh thu mà nghệ thuật biểu diễn mà phía nước mình kỳ vọng sẽ đạt được vào năm 2030 đó, chỉ một nhóm nhạc mà nó thu về trong 2 ngày. Thì em tò mò với những cái quan sát và nghiên cứu của thầy trong về Đông phương học chẳng hạn, thì thành công của một Hàn Quốc với như tư cách một nhà xuất khẩu văn hóa, thì cái điều gì trong trong văn hóa của họ hoặc là chiến lược nào đó của họ mà khiến cho họ có thể xuất khẩu văn hóa cấp độ toàn cầu như vậy thế? Vâng, ở đây đấy cái câu chuyện là Hàn Quốc và cái nhóm nhạc mà anh Phong vừa mới nói đó, tôi nghĩ là anh đang muốn nói về cái nhóm Blackpink, phải không ạ? Vâng, thì Blackpink đó là một cái ví dụ rất là đặc sắc khi mà chúng ta nói về công nghệ giải trí ở Hàn Quốc. Thì khi mà chúng ta nói tới một cái công nghệ giải trí như vậy đó, thì tất nhiên đó, nó là cái công nghệ thì nó phải có cái quy trình sản xuất là một. Thứ hai là phải có đầu tư, và khi đầu tư nó thì nó phải thu lợi. Tức là không không ai đi làm một cái công công nghiệp mà bỏ vốn ra mà lại không thu lời về. Thì cái gọi là cái nguồn thu, nguồn lợi nhuận thu về đó của nhóm Blackpink đó, thì như lúc nãy là anh Phong có nói rồi đó, nó là cực kỳ lớn. Và cái nhóm đó sở dĩ mà họ thành công như vậy là vì phía sau của họ đó, cho dù đó cái thành viên của họ ở trong Blackpink đó chỉ có là khoảng 4 thành viên thôi, nhưng mà phía sau của họ là một đội ngũ chuyên gia về âm thanh ánh sáng cực kỳ chuyên nghiệp, và họ được đào tạo rất là bài bản đấy. Những cái điều đó đó nó mang đến cái sự thành công của nhóm nhạc. Nhưng mà tại vì bây giờ đó chúng ta đang nói về cái gọi là sức mạnh mềm hay là cái quyền lực mềm, thì một mặt là chúng ta thấy được doanh số của những cái nhóm nhạc mà đình đám như là Blackpink đó. Nhưng mà một mặt khác thì chúng ta phải lưu ý là cái nhóm nhạc đó đó nó đang cùng lúc nó làm hai nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ là của cái ngành công nghệ giải trí của Hàn Quốc với những lại những cái ông lớn ở trong cái ngành công nghệ đó, nhưng mà một mặt khác đó họ đang đại diện cho văn hóa của Hàn Quốc và đang lan tỏa một cái hình ảnh của một đất nước Hàn Quốc. Hình ảnh đất nước Hàn Quốc mà Blackpink đang gửi đến cho chúng ta là gì? Họ là một nhóm nhạc nữ, thì cái điều đầu tiên là một cái nhóm là cái sự nữ tính ở đó, và cái nữ tính ở đây nó không chỉ dừng ở nữ tính, nó vượt ra ngoài cái nữ tính, nó cho thấy cái nữ quyền, tức là cái feminism. Nếu như một nhóm nhạc nữ mà có thể làm được như thế thì những cái điều kiện về bình đẳng giới có lẽ nó phải có một cái mức nào đó, nó thành đạt như thế nào đó, nó đạt đến một cái mức độ nào đó để một cái nhóm nhạc nữ có thể đảm đương được những cái chức trách thậm chí là vượt trội cả những cái nhóm nhạc nam. BTS thì mình biết là nó nổi tiếng quá rồi, nhưng mà Blackpink cũng không hề thua kém. Thì ở đó đó nó đang gửi đến một cái thông điệp với thế giới là một nước Hàn Quốc mạnh về kinh tế, hiện đại về kỹ thuật, nhưng mà có một cái đời sống văn hóa cũng cực kỳ phong phú, trong đó cái người phụ nữ không hề đóng một vai trò nhỏ. Đấy. Ngoài ra đó thì những cái phong cách biểu diễn, trong đó đó cái sự thành công của họ, người ta thường hay phân tích là họ tích hợp được những cái thành tựu của công nghệ âm nhạc, công nghệ giải trí của toàn cầu. Và chính đó là ở đây chúng ta có thể dùng một cái thành ngữ là họ đang đứng ở trên vai của những người khổng lồ, tức là họ kế thừa được và họ phát huy được những thành tựu của thế giới. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Em rất muốn dừng ngắt ngang thầy đây để mà hỏi một cái ý, bởi vì là em rất là tò mò vì sao mà một cái nhóm nhạc họ có thể tích hợp được công nghệ toàn cầu, những cái trào lưu về toàn cầu, nhưng mà nó nhìn rất riêng ra thành một nhóm nhạc, đây là một nhóm nhạc Hàn Quốc và những cái giá trị rất là Hàn Quốc mà không thể nhầm nhầm lẫn sang là Trung Quốc hay là Nhật Bản. Tại vì biết sao em hỏi câu hỏi này là em nhìn lại cái câu chuyện Việt Nam, và khi mà
mình cảm giác đi, mình cũng rất là loay hoay trên câu chuyện là làm sao để vừa hấp thu được những giá trị mà mình không bài trừ những giá trị toàn cầu, nhưng mà vừa vẫn giữ được là thấy được đây là những cái rất là Việt Nam, rất là riêng của Việt Nam. Thì em muốn hỏi thầy là mình học được gì đó cách người Hàn Quốc kết hợp và tạo ra giá trị của người Hàn như nào và người Việt Nam thì sao? Vâng, cái câu hỏi đó nó cũng rất là quan trọng. Không phải chỉ riêng quan trọng riêng cho Việt Nam mình đâu, mà nó là quan trọng đối với tất cả các nước. Khi mà chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại gọi là toàn cầu hóa, chúng ta chịu rất là nhiều cái ảnh hưởng, hay là chúng ta thừa thừa hưởng được rất là nhiều cái thành tựu của thế giới. Nhưng mà chính ở trong cái bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ phải đặt ra cái câu hỏi làm thế nào hòa nhập mà không hòa tan. Cái then chốt ở đây là không hòa tan. Bây giờ mới trở lại những cái nhóm như là BTS hay là nhóm là Blackpink đó, phải nói là lần khi mà bắt đầu đó là họ họ hát bằng tiếng Hàn thôi, họ không hát tiếng Anh đâu, họ hát bằng tiếng Hàn. Và bên cạnh đó họ đưa đến một cái phong cách vũ đạo, cái vũ đạo của K-pop thực sự là chinh phục thế giới. Vũ đạo rất là đặc sắc, vũ đạo khác, vũ đạo trong có cái đó đó, có thể đôi khi chúng ta thấy có cái điệu là Moonwalk của Michael Jackson, nhưng mà không không phải là cái đó Michael Jackson sẽ bước vào trong cái thế giới của K-pop và trở thành đó là chủ đạo ở trong đó. Không, họ họ đưa đó là Moonwalk lên trên trên âm nhạc như là một cái điểm thôi, một cái điểm xuyết thôi, nhưng mà kế tiếp đó là họ có biên đạo múa, và cái biên đạo múa ở đây đó họ tích hợp rất là nhiều yếu tố múa của văn hóa Hàn Quốc. Nói một cái vũ đạo khác là chúng ta vẫn còn nhớ cái Gangnam Style. Thì Gangnam Style là một cái vũ đạo mà nó chinh phục ngay cả thế giới rất là nhanh, chỉ trong đó là một vài ngày, thậm chí là vài giờ, khi mà nó upload lên YouTube đó, thì ngay lập tức nó được lan tỏa với một cái tốc độ hết sức là chóng mặt. Thì ở đây đó mình nói đến cái yếu tố Hàn Quốc, nhưng mà yếu tố Hàn Quốc không phải là chúng ta bê nguyên si truyền thống và chúng ta đưa vào, mà nó có cái sự sáng tạo, và chính cái sự sáng tạo đó nó kết hợp nhuần nhuyễn được cái yếu tố hiện đại và yếu tố dân tộc. Thì bây giờ chúng ta có cái khái niệm gọi là dân gian đương đại, trong âm nhạc cũng có dân gian đương đại, trong múa cũng có dân gian đương đại, thì tất cả những yếu tố đó đó nó đang đòi hỏi những người làm nghệ thuật phải biết chắt lọc ở trong cái di sản truyền thống của mình đâu là cái đẹp, và chúng ta nâng cấp nó lên, chúng ta thăng hoa nó lên và biến nó thành một cái sản phẩm mà nó ở một cái cấp độ cao hơn, là cái cấp độ toàn cầu, để cho mọi người có thể thấy được cái đẹp của nó và sẵn sàng chấp nhận nó. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề ngôn ngữ. K-pop thì khởi đầu với lại tiếng Hàn. Và chính khi mà người nghe ở trên toàn cầu bị chinh phục bởi âm nhạc, tôi chưa nói đến ca từ, Trước mắt là vũ đạo, xong rồi vũ âm nhạc. vũ đạo, âm nhạc, Rồi. âm thanh, ánh sáng cực kỳ mới, cực kỳ mới. Và phải nói thêm một cái điều này nữa là những cái âm thanh, vũ đạo, ánh sáng đấy nó chính là một cái sự hồi đáp của giới giải trí Hàn Quốc đối với lại cái sự xâm nhập của văn hóa phương Tây. Họ phải có một cái gọi là cái sức đề kháng, và để đề kháng được cái sự là xâm thực của văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn hóa Mỹ đấy, âm nhạc giải trí Mỹ, thì họ phải tạo ra một cái gì đấy nó có một cái sức mạnh tương đương và nó đề kháng được. Và khi mà mình nói ở đây đó, cái đề kháng này đó nó không phải là nó hoàn toàn cực đoan, tức là nó không phải 100% khác nhau, nó vẫn mang một số cái nét nào đó của cái văn hóa gọi là văn hóa phương Tây hay là văn hóa Mỹ, nhưng mà cái đó nó đóng một cái vai trò như là cái chất xúc tác để cho cái âm nhạc, cái giải trí của Hàn Quốc nó dễ dàng đi đến với khán giả toàn cầu. Sau khi mà họ cảm thấy đó là có cái gì quen thuộc thì bắt đầu họ choáng ngợp với những cái mới mẻ,
và sáng tạo của Hàn Quốc, và chính đó là cái chiến lược rất thông minh của cái nền giải trí Hàn Quốc khi họ tạo ra K-pop. Nó vừa mang cái tính chất là thế giới, vừa mang tính chất toàn cầu, nhưng nó vẫn mang những cái đặc trưng rất Hàn Quốc, nhưng không phải Hàn Quốc là nó cổ hữu mà nó rất hiện đại. Hàn Quốc rất hiện đại. Sau khi mà chinh phục được khán giả toàn cầu thông qua những cái vũ đạo âm nhạc Vâng, như vậy ấy, vâng. thì làm sao họ khắc chế được cái những hạn chế về ngôn từ? Vâng, thế bây giờ mới nói thêm một bước nữa. Thì sau khi đó là khán giả thế giới đã bị chinh phục bởi cái đẹp của âm nhạc, cái sôi động của vũ đạo, của K-pop, thì bắt đầu đó người ta chú ý hơn đến ca từ. Cái hiệu ứng đầu tiên là nhiều người nghe nhạc của K-pop thì thích quá, đi học tiếng Hàn. Đi học tiếng Hàn để mình có thể là mình hiểu Hiểu được. hơn đấy. Nhưng mà K-pop cũng rất nhạy ở trong điểm này. Họ không đi vào một cái cực đoan là yêu cầu là khán giả của K-pop phải đi học tiếng Hàn, là vì nếu nếu như thế thì nó cực đoan quá. Họ bắt đầu điều chỉnh, tức là thay vì họ bắt đầu bằng tiếng Anh thì họ bắt đầu bằng tiếng Hàn, và khi mà âm nhạc đã chinh phục rồi thì họ điều tiết lại cái ca từ, họ đưa thêm những ca từ tiếng Anh vào, và bắt đầu họ có thêm những sáng tác bằng tiếng Anh đấy. Thì họ đi từng bước như thế, khi mà họ sáng tác bằng tiếng Anh hoặc là đưa ca từ vào tiếng Anh vào đó, không có nghĩa là họ hoàn toàn họ bỏ ca từ bằng tiếng Hàn, họ vẫn duy trì, và hai cái đó nó đi theo cái hướng song hành. Nó có bị xung đột không thầy? Vì em thấy là cộng đồng mạng mình Việt Nam mình rất là hơi ngại khi nếu mà cứ tiếng Việt trên tiếng Anh. Đúng, có thể là tiếng Việt chiêm tiếng Anh thì cũng cũng hơi hơi lạ lạ, ví dụ như là bài My Destiny chẳng hạn đấy, thì cái đó là cũng cũng có tiếng Anh vào, nhưng mà dường như đã đến một lúc nào đó thì cái thị hiếu âm nhạc đó nó chấp nhận đấy. Thế thì ở đây đó nó là một cái sự là thương lượng giữa người sản xuất là hay là những cái nghệ sĩ hay là của một cái ngành công nghệ giải trí với lại công chúng. Công chúng ban đầu sẽ có những cái phản ứng nhất định, nhưng mà nếu chúng ta làm một cách nhuần nhuyễn thì bắt đầu chúng ta điều chỉnh Chính được chính. cái thị hiếu của công chúng. Thì đối với lại K-pop, họ cũng đang đi theo cái hướng đấy. Tất nhiên đó là mà khi mà bắt đầu đưa tiếng Anh, ca từ tiếng Anh vào, xen vào đó, thì nó cũng gây ra những cái gọi là cái sốc, hay là cái sự mà mình hay gọi là dị ứng chẳng hạn. Nhưng mà dị ứng thì cũng từ từ, nó cũng cũng Phản ứng chung mang của lại thị có trường. cái sự thuyết phục. Giả dụ như chúng ta ăn sầu riêng chẳng hạn, ban đầu ăn sầu riêng thì có thể cái vị nó chưa có được là thoải mái lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng đến một lúc nào đó thì chúng ta cảm thấy là nó tốt hơn. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta đang là ngoại lai hóa Yeah. cái sản phẩm Đúng văn rồi. hóa của mình. Mình ý thức được cái lưu lượng chúng ta sử dụng ở trong đó là như thế nào, và khi mà những bài nhạc mà sáng tác bằng tiếng Anh thì chúng ta đang hướng đến một đối tượng người nghe khác đấy. Cái đối tượng người nghe đấy là đối tượng người nghe quốc tế, nhưng mà nó sẽ có một cái tương tác ngược lại, là những cái bài mà viết bằng tiếng Anh đấy đó, nó khi mà nó đã được thế giới chấp nhận rồi đó, thì nó cũng sẽ được Wow. là khán giả ở trong nước là chấp nhận. Và chúng ta thấy là tất cả mọi thứ nó đến với nhau, nó hợp lại với nhau rất là mượt đấy. Thì cái quan trọng là chúng ta kết hợp như thế nào, và chúng ta tính tính toán những cái sách lược, cái bước đi của mình. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Em muốn hỏi thầy, khi mà thầy trong suốt cái phần chia sẻ vừa rồi thầy nhắc tới khá nhiều từ khóa như là cái sự nhanh nhạy của thị trường K-pop này, rồi họ ý thức được là cái liều lượng mà họ sử dụng bao nhiêu phần trăm, thì em muốn hỏi thầy là liệu rằng cái việc đúng là
Dường như mình nếu mà mình còn đang loay hoay, mình còn đang sợ bị xâm thực quá lớn về văn hóa ngoại lai á, thì bởi câu chuyện là mình đang còn chưa rõ đâu mới là giá trị của Việt Nam lắm đấy. Ở đây đó, nếu mà mình trong dân gian mình có cái câu đấy mà yếu đó, thì đừng có Ra hay ra gió. gió đấy. Thế thì nếu mà mình muốn ra gió đấy thì mình phải mạnh. Và để mà mạnh đó, ở đây không phải là mạnh về thể chất mà ở đây đang là mạnh về văn hóa. Thế thì những cái người gọi là làm văn nghệ, làm văn hóa, thì nếu mà chúng ta muốn bước ra ngoài biển lớn đấy, tức là cái biển lớn, thì chúng ta có khán giả quốc tế này, chúng ta có cái sự lan tỏa toàn cầu, thì chúng ta phải đứng chắc chân ở trên cái nền tảng là văn hóa dân tộc. Là vì nếu chúng ta không chắc chân như thế đấy, chúng ta dễ bị siêu đổ lắm đấy, và chúng ta dễ ốm, dễ hay bị mắc bệnh. Và cái bệnh đấy tức là chúng ta tự mình là ngoại lai, mình biến thành là những cái sản phẩm ngoại lai, và những cái sản phẩm ngoại lai đó thì chắc chắn là nó không thể nào có được cái chỗ đứng vững chắc ở trong cái văn hóa dân tộc. Và ở đây cần nói thêm một cái điều thế này, cái văn hóa dân tộc và cái sự hòa nhập toàn cầu là luôn luôn có cái sự tương tác. Trong cái thế giới ngày nay đó, cái thế giới gọi là toàn cầu hóa, thì chúng ta bây giờ chúng ta có cái khái niệm mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng rất là trân quý, đó là khái niệm là độc lập dân tộc nhé. Độc lập dân tộc thì cái đó cực kỳ là quan trọng. Nhưng mà ở trong cái thế giới toàn cầu thì nó không chỉ có là độc lập mà nó còn là liên lập, tức là interdependence. Và cái interdependence đó nó có thể nói là liên thuộc. Chẳng hạn bây giờ chúng ta trong kinh tế thì chúng ta nói tới những cái chuỗi, gọi là chuỗi giá trị đấy, rồi những cái chuỗi sản xuất. Mà nếu trong cái chuỗi đó, đó cái chuỗi đó là nó mang cái tính chất toàn cầu, mà chỉ một mắt mắt xích ở trong cái chuỗi đó nó bị đứt đứt gãy, thì là cả cái chuỗi đó là bị ảnh hưởng đấy. Thì ngay bây giờ đó, khi mà chúng ta nói là chúng ta hòa nhập văn hóa vào trong cái thế giới giải trí toàn cầu, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái thế liên lập của mình. Văn hóa của mình hiện nay đó là nó không thể là nó là cái văn hóa làng xã khép kín được, mà cái làng xã khép kín đó đó nó phải được hiện đại lên, nó vẫn mang được cái bản sắc, cái đặc sắc của Việt Nam, nhưng mà mặt khác nó mang cái tính hiện đại, nó mang cái tính toàn cầu để nó hội nhập được đấy. Thì cái đó là một cái bài toán khó, nhưng mà không không phải là không giải được của những người làm việc ở trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Em muốn hỏi thì tiếp một câu nữa, trong cái việc mà để cho mình vững chân được trong cái phần văn hóa dân tộc đấy chẳng hạn, thì rõ ràng là mình cần phải biết được đâu là cái nguồn, giống như là gọi là gì ta, giống như là nguồn sẵn có về nguồn tài nguyên về văn hóa đó, tức là mình cần biết được đâu là những cái để mình khai thác. Ngoài câu chuyện biết về nguồn đâu là nguồn rồi, thì mình cần phải biết được cái nguồn đấy nó có chuyển được thành sức mạnh mềm hay không. Thì em muốn hỏi thầy là theo cái quan sát của thầy thì đâu có thể mình có thể cân nhắc khai thác và cân nhắc chuyển đổi thành sức mạnh mềm, bởi vì câu chuyện là một số tài liệu em đọc nhiều, em có thấy người ta mô tả Việt Nam mình thông qua một số cái từ khóa như là đất nước của thơ ca và chiến tranh này, đất nước yêu trụng hòa bình này, thì dường như nó hơi gắn liền với câu chuyện đấu tranh của dân tộc. Thì em muốn thử hỏi thầy là ngoài cái đấy ra, mình có những cái giá trị rất hay rồi, thì còn cái đâu là những cái dư địa khác mình có thể cân nhắc nó khai thác. Vâng. Ở đây đó thì tôi muốn nói tới một cái câu chuyện mà trước đổi mới. Trước đổi mới đó, tức là sau khi mà chúng ta thống nhất đất nước, sắp tới năm 2025 thì chúng ta sẽ kỷ niệm là nửa thế kỷ là thống nhất đất nước 1975 rồi 2025. Đấy, thì bây giờ đó, nó có một cái giai đoạn mà thế giới khi mà nhắc tới Việt Nam đó, thì họ cái điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là cuộc chiến. Người Mỹ đó họ mỗi khi mà nói tới Việt Nam đó thì cái từ gọi là từ khóa và đầu tiên họ bật lên ở trong cái suy nghĩ của họ
là Việt Nam War, tức là Chiến chiến tranh tranh Việt Việt Nam. Nam. Khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cái thời kỳ đổi mới và chúng ta mở cửa ra, đấy, chúng ta lúc đó là cũng cũng gặp phải những cái khó khăn do cấm vận của Mỹ. Nhưng mà sau đó nó cấm vận nó là gỡ bỏ, quan hệ bình ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam là được bình thường hóa. Thì lúc đó đó Việt Nam có một cái câu để đối lại với cái khuynh hướng đó, là chúng ta nói rằng Việt Nam a country, not a war. Tức là Việt Nam là một đất nước, không phải là một cuộc chiến. Thì cái câu đó nó cho chúng ta thấy rằng những người làm văn hóa hiện nay đang phải làm cái việc rất là lớn, là tạo ra một cái hình ảnh mới về Việt Nam. Cái hình ảnh đó đó, chẳng hạn như bây giờ chúng ta vẫn thấy ở trên phim nhá, bây giờ có những cái bộ phim làm về nông thôn Bắc Bộ chẳng hạn, thì sẽ có nón quay thao rồi áo tứ thân vân vân, những cái đấy đó thì chúng ta đang là phục dựng một cái quá khứ và chúng ta đang trình hiện cho thế giới thấy là đất nước chúng tôi vào những cái năm trước thế kỷ 20 thì chúng tôi có một cái nền văn hóa là như thế này, nó là cái bến nước, cây đa, con đò, nó rất là hiền hòa, như là cái tinh thần yêu chuộng hòa bình của người dân Việt Nam. Nhưng mà cái đất nước đó nó cũng là biết bảo vệ cái độc lập dân tộc, và khi nó bảo vệ độc lập dân tộc thành công thì nó sẵn sàng để nó xây dựng kinh tế và nó trở thành một cái đất nước đã phát triển, đang cố gắng để trở thành một cái đất nước phát triển. Chẳng hạn như là mục tiêu của đất nước mình là đến năm 2045 là thành một cái nước mà tiên tiến và có cái nền kinh tế phát triển. Thì đó là một cái định hướng của cả một dân tộc, của cả một đất nước. Và chúng ta đang hướng tới cái sự phát triển của đất nước. Và cái sự phát triển này không có nghĩa là chỉ về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta nói về phát triển thì chúng ta đang nói về cái sự phát triển toàn diện của một đất nước, trong đó nó mang cả yếu tố kinh tế, cả yếu tố văn hóa, cả yếu tố là nhận thức, tư tưởng, vân vân, là vì phát triển là phát triển toàn diện. Đấy. Thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề là chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta có một cái hình ảnh Việt Hình Nam mới. mới, thì những cái hình ảnh đó đó chúng ta phải hiểu được là cái đẹp của Việt Nam trong quá khứ. Bây giờ chúng ta có những cái điệu múa hoặc là có những cái làn điệu, giai điệu mà lúc nãy tôi có nói đó, tức là dân gian đương đại. Thì cái dân gian đương đại này chính là một cái sự tìm tòi, cái tìm tòi của những cái nhà làm nghệ thuật, những người làm nghệ thuật ở Việt Nam. Và cái đó, đó nó đi theo một cái xu hướng là ở thế giới là người ta nói tới cái world music, tức là âm nhạc thế giới. Cái âm nhạc thế giới đó, những cái người gọi là làm âm nhạc thế giới thì họ cũng rất là nhạy cảm với cái sự gọi là thống trị của một cái nền âm nhạc nào đó. Giả dụ như là chúng ta hay nói là cái gọi là toàn cầu hóa, thì thực tế ra đó thì nó chính là Mỹ hóa. Đó. Là vì sao? Toàn Đại cầu diện là hóa phương là Tây. gì? Là hip hop. À, toàn cầu hóa là gì? Là rap. Toàn cầu hóa là gì? Đó là breakdance, hip hop là ở đâu? Là từ Mỹ mà ra. Đấy. Thì đó là cái sự lan tỏa của một cái gọi là chúng ta gọi là văn hóa Mỹ. Chính vì vậy là cũng có một cái xu hướng gọi là âm nhạc thế giới, tức là world music. Thì cái world music này đó nó đưa ra cho thế giới thấy được cái nét đẹp của âm nhạc của từng dân tộc đấy. Và Việt Nam mình đó cũng có cũng đang xây dựng, đang góp mặt vào trong cái world music bằng cái dòng nhạc dân gian đương đại. Dân gian đương đại thì ở đây đó, để làm được dân gian đương đại thì phải hiểu được âm nhạc thế giới và âm nhạc dân tộc. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls.
cấp độ là ngoài Việt Nam, như trong điện ảnh thì có Bên Trong Vỏ Kén Vàng gần đây này, hay là bộ phim Ròm này, xưa đấy thì có Đập Cánh Giữa Không Trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, hay là Mùi Đu Đủ anh bác Trần Anh Hùng, thì dường như nó gắn với mỗi cá nhân nhiều hơn là câu chuyện một tập thể hoặc là một cộng đồng nào đó để xây dựng. Thì em không biết rằng là cái sự liên lập đó nó có đang hơi đối nghịch với cả cái tính mà hình như dường như đang mỗi cá nhân đang tự đi một mình nhiều hơn và mình đang thiếu đi Vâng. chung tay với nhau. Cái liên lập ở đây đó, mình khi mà chúng ta nói tới liên lập đó, thì chúng ta có thể là chúng ta nghĩ tới nó ở trong cái hai cái bình diện khác nhau. Một đó là cái bình diện là quốc tế, tức là Việt Nam để tồn tại, Việt Nam không đứng một mình được. Việt Nam phải đứng ở trong cái mối quan hệ với các nước khác. Đấy. Ngoài cái liên lập ở cái bình diện quốc tế thì chúng ta có thể nói thêm một cái nữa, liên lập ở một cái bình diện quốc gia chẳng hạn. Thì ở đây đó tôi muốn nói là cái trong cái giới nghệ thuật ở Việt Nam đó, thì bây giờ chúng ta có một cái dòng dòng phim gọi là art house, tức là cái dòng phim nghệ thuật đó. Thì cái dòng phim nghệ thuật này đó nó tồn tại song song, nó đồng hành, nó đi cùng với những cái dòng phim gọi là dòng phim thương mại, dòng phim thương mại. Đấy. Thì một cái nền điện ảnh của một đất nước đó, thì nó không thể là dựa vào duy nhất là dòng phim thương mại thôi. Quay trở lại cái điện ảnh Việt Nam, thì chúng ta vừa rồi chúng ta có cái bộ phim là Bên Trong Vỏ Kén Vàng đó, của Phạm Thiên Ân đó. Và cái bộ này đó, cái bộ phim này đó, thì nó được trình chiếu lần đầu tiên ở Liên hoan phim Cannes, và nó được cái giải thưởng gọi là Camera d'Or, tức là cho cái tác phẩm gọi là sản phẩm đầu tay, mà là phim hay nhất của đạo diễn đầu tay, phim đầu tay và được là hay nhất. Thì cái phim này đó nó được quay theo cái hướng là điện ảnh chậm. Cái nhịp phim đó là nó cực kỳ là đối lập với lại những cái phim hành động của Hollywood. Hollywood thì là cứ là rất là nhanh, tiết tấu rất là sôi động, và chúng ta thấy rằng đó là khi mà chúng ta đối lập hai cái đó phim đó với nhau đó, thì chúng ta thấy là nó đang hội nhập vào Bên Trong Vỏ Kén Vàng đó, nó đang hội nhập vào một cái thế giới của điện ảnh chậm. Chúng ta thấy được là có một cái sự hòa nhập. Nhưng mà nếu mà nó chỉ là hòa nhập như thế thôi, nó chưa đủ. Nó phải nói được một cái gì đó rất là Việt Nam. Đấy. Thì Bên Trong Vỏ Kén Vàng đó, nó chạm đến một cái góc mà chúng ta từ trước nay đó, chúng ta ít nói tới trong cái điện ảnh Việt Nam đương đại. Đó là cái góc góc độ là tâm linh. Những cái người làm phim của cái bộ phim là Bên Trong Vỏ Kén Vàng đó, họ làm theo một cái tinh thần là công giáo, nhưng mà cái công giáo đó đó nó vượt ra ngoài công giáo. Cái kén đó đó là cái vỏ ngoài của theo theo có thể là đọc cái hình tượng đó theo nhiều cách khác nhau, nhưng mà cái vỏ kén đó đó nó có thể là nó là cái vai trò xã hội của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một cái vai trò xã hội. Giả dụ như là tôi là thầy giáo, một bạn khác là công nhân. Đó. Các bạn hay là chúng ta đang đảm nhiệm những cái vai trò khác nhau ở trong xã hội. Chúng ta là thầy giáo, chúng ta là công nhân, chúng ta là diễn viên, chúng ta là nghệ sĩ. Nhưng khi chúng ta về nhà thì chúng ta lại cởi bỏ Vai trò cái vai trò đó, và chúng ta đóng một cái vai trò khác, là đóng vai trò người cha, người mẹ, người con, người cháu, người ông, người bà, vân vân. Thì cái vỏ đó đó nó là cái nơi chịu những cái lực tương tác rất là mạnh từ xã hội, là vì đó là những cái sức ép của xã hội, nó đòi hỏi chúng ta phải sống theo chuẩn mực của những cái vai trò mà chúng ta đang đóng. Thế thì bên trong cái vỏ đó đó
thì nó có một cái gì Ừ. mà chúng ta gọi là tâm linh. Đấy, thì cái đời sống tâm linh đó đó, để chúng ta thoát ra được những cái áp lực mà nó luôn luôn nó tác động vào cái vai trò xã hội của mình, thì đôi khi đó chúng ta phải tìm ra một cái sự cân bằng ở trong cái đời sống tâm linh của mình. Và chính cái điều này đó nó làm cho cái bộ phim đó nó mang cái tính nhân văn của nó mang cái tính triết học của nó. Thì cái đoạn cuối cùng ở trong phim là cái người diễn viên đó sau khi mà đi 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 khắp nơi để tìm cái người anh của mình, và điều này có một cái điều rất là đặc đặc biệt là trong cái cách đặt tên nhân vật, trong đó là có người em tên là Thiện. Thì người em tên Thiện đó là có cái người chị dâu bị tai nạn xong rồi mất, thế thì anh Thiện này đó anh mới mang cái thi hài của người chị dâu mang về quê ở trên Bảo Lộc đó, mang về cái chỗ người anh. Thì cái ông anh này đó tên là Tâm, thế thì Thiện và Tâm thì là chính là Thiện Tâm, tức là cái người đó, cái con người đó mà đang đi tìm đó, đang đi tìm cái linh hồn của mình, tìm cái người anh, cái tìm tìm mãi cũng đến cuối phim vẫn chưa chưa gặp được. Thì đến cuối phim đó thì anh Thiện anh mệt mỏi, anh mới ra cái bờ suối à, thì anh mới đem anh cởi áo ra, anh đi xuống cái bờ suối đó anh nằm, và anh nằm rất là thoải mái, nước chảy, nước tiếp tục chảy. Thì phim dần dần đó là kết lại ở đó, cái hành động hay là cái gọi là cái cảnh cuối đó nó là đi tìm lại một cái sự cân bằng. Mà trong lúc đó nó khi mà cởi hết cả những cái quần áo ra và đi xuống cái dòng suối đó thì nó gần với lại một cái hình ảnh ở Công giáo, tức là thanh tẩy, tức là rửa đi những cái tội lỗi, hoặc là rửa đi những cái bất tâm, hoặc là những cái gọi là những cái nó đang đè nặng lên cái tâm hồn của mình. Thì tôi phải mất thời giờ tôi nói về cái phim này là vì sao? Tôi muốn nhấn mạnh một cái điều đó là những cái bộ phim như thế nó đang chạm đến một cái khía cạnh mà trước nay chúng ta không nói, hay là chúng ta vì lý do này hoặc là vì lý do khác chúng ta chưa nói được. Thì bây giờ đó cái bộ phim này nó xuất phát từ một cái góc là góc nhìn tôn giáo, nhưng mà cái góc nhìn tôn giáo này đó nó lại mang cái tính là nó phổ cập, người ta có thể đọc ra được những ý nghĩa tôn giáo ở trong đó, nhưng mà người ta cũng có thể nhìn nó qua một cái lăng kính là phi tôn giáo, tức là không cần tôn giáo thì mình vẫn có thể mình đọc ra được, là vì chúng ta vẫn bị đó là đau đớn chứ, đôi khi là rất là đau khổ. Bây giờ đó là cái từ mà chúng ta nói là chúng ta bị stress là một này, chúng ta bị trầm cảm, cái trầm cảm là cái căn bệnh của thời đại, và đó chính là cái mà chúng ta cần phải giải quyết, Cái là nỗi chúng đau ta phải chung của quay nhân loại. quay trở lại bên trong của chúng ta để chúng ta nhìn rõ một cách hết sức là can đảm và hết sức là tỉnh táo để chúng ta thấy được cái điều gì nó đang diễn ra ở trong nội tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được cái nhìn tỉnh táo như thế thì chúng ta đang tìm ra một cái liều thuốc chữa lành cho chính mình. Đấy, thì đó bây giờ mới quay lại mình mới nói là thế này, nó rất là cần một cái cộng đồng liên lập, và nó có thể là nó khởi đầu bằng những cái cá nhân như là Phạm Thiên Ân hoặc là những cái đạo diễn trẻ khác, nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ lên tiếng thì là họ sẽ mời gọi được, tại vì nó khổ một điều đó là cả một cộng đồng không ai lên tiếng thì không có điểm để tụ hội. Nhưng khi chúng ta đã có người lên tiếng rồi thì chúng ta không lo. Không lo là chúng ta không có Hay người quá. để chúng ta liên lạc lại với nhau. Dạ. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Những chia sẻ của thầy làm em nhớ tới câu chuyện của Hàn Quốc thôi, thì họ có được ủng hộ rất là lớn tài chính từ những cái tập đoàn gọi là tài phiệt đó. Khi đó thì giới trẻ cũng rất là tích cực tham gia vào, và ngay bản thân họ có thể được chỉnh sửa đi cả những chính sách liên quan tới ngành công nghiệp về điện ảnh, cách nó tự do hơn, cởi mở hơn về sau này. Thì em tự hỏi rằng
Đó thì cái vai trò của mỗi người nó liên lập với nhau như vậy. Thì ở Việt Nam mình á, đâu là có những cái dư địa để cho mà mỗi người cá nhân đi, mỗi người có một cái vai trò riêng xã hội, họ có thể đóng góp vào trong câu chuyện xây dựng văn hóa nó như nào thầy. Ví dụ như một người thầy giáo, hoặc một anh công nhân, hoặc tụi em như là một nhân viên văn phòng chẳng hạn. Thì thầy có chia sẻ một vài cái gợi ý nó cụ thể hơn. Vâng, tôi nghĩ là mình xuất phát từ cái khái niệm là sức mạnh mềm. Và như là tôi có nói từ ban đầu đó, sức mạnh mềm bản thân của nó là một cái khái niệm liên quan tới là khoa học chính trị hay là quan hệ quốc tế hay là ngoại giao. Thế thì khi mà chúng ta nói cái điều đó đó, thì cái sức mạnh mềm này đó, nó sẽ không có ý nghĩa nếu mà nó chỉ có một thôi. Chỉ có một 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 à, một cái nhân vật thôi thì nó không thể nói là có cái sức mạnh mềm được. Sức mạnh mềm nó phải đòi hỏi là ít tối thiểu là hai, mình và người khác. Và khi mà có mình và người khác thì nó tạo ra cái sự tác động, và cái sự tác động đó chúng ta sẽ tác động đến người khác bằng cái sức mạnh mềm của mình. Đấy, thì bây giờ đang nói tới là cái câu chuyện ngoại giao, thì chúng ta vẫn hay nói là có ngoại giao nhân dân, ngoại giao Ngoại công giao nhân chúng dân. đấy. Nhưng mà bên cạnh cái ngoại giao nhân dân, ngoại giao công chúng thì còn có ngoại giao văn hóa đấy. Mà văn hóa thì là như là chúng ta đã nói rồi, văn hóa là tất cả những cái gì ở trong đời sống. Nó, văn hóa có thể thăng hoa lên thành những cái hình thức nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật nghe nhìn, vân 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 đấy. Nhưng mà chúng ta đừng quên là có một cái văn hóa khác, nó rất đời thường và nó rất là cụ thể, và chúng ta hàng ngày chúng ta chạm đến nó. Thì bây giờ nói một cái điều đơn giản thôi, là mỗi chúng ta đang sống để cố gắng vươn tới một cái chuẩn mực nào đó về văn hóa Việt Nam. Chúng ta đi đến các nơi đó thì chúng ta thấy rất là nhiều là khu phố văn hóa khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa, vân vân đấy. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái yếu tố văn hóa là một cái điều rất là cần. Và chính phủ, nhà nước của chúng ta đó cũng đã nói tới là cái sức mạnh mềm trong cái việc phát triển văn hóa. Thì bây giờ nói một cái ví dụ như thế này, là cái trường hợp Trung Quốc. Trung Quốc trước đây đó, cái điện ảnh của Trung Quốc đó được đón nhận, được thế giới đón nhận khá là nồng nhiệt. Chẳng hạn như là những cái phim của Trương Nghệ Mưu chẳng hạn. Đấy, hoặc là của những cái đạo diễn khác như là Trần Khải Ca, Giả Trương Kha chẳng hạn. Nhưng mà cho đến hiện nay đó, thì chúng ta dường như là chúng ta đang chứng kiến một cái sự suy thoái của điện ảnh Trung Quốc. Tức là gần đây là không có mấy tác phẩm của điện ảnh Trung Quốc mà gọi là nổi tiếng hay là chinh phục được khán giả thế giới. Ngay cả những cái gọi là ngôi sao võ thuật đó, phim của các vị như là Thành Long chẳng hạn, thì Thành Long bây giờ thì bản thân của ông thì năm nay thì ông cũng cao tuổi rồi, ông đóng những cái phim hành động thì cũng cũng bớt đi rồi. Nhưng mà nếu giả dụ, tôi giả dụ nếu như Thành Long vẫn còn phong độ như những thập niên trước, thì nếu mà ở trong cái hoàn cảnh đấy như thế thì phim của Thành Long đến bây giờ cũng không không thu hút được. Là vì sao? Cái sức mạnh mềm nó không chỉ đơn đơn giản là các sản phẩm văn hóa, mà nó còn là cái thái độ ứng xử chính trị của các quốc gia trong cái quan hệ quốc tế. Những điều gì mà Trung Quốc hoặc là những cái nước khác đang làm ở trên thế giới thì cả thế giới đều quan sát. Và những cái điều này đó nó tương tác cực kỳ mạnh mẽ đến những cái sản phẩm văn hóa. Chúng ta nói sản phẩm văn hóa là cái để truyền tải cái sức mạnh mềm, nhưng mà chúng ta đừng quên là những cái chính sách của nhà nước, chính sách ngoại giao, chính sách kinh tế và các chính sách khác có ảnh hưởng đến các cái đất nước khác mà có liên quan với mình đều góp phần vào hoặc là tăng thêm giá trị hoặc là tăng thêm sức mạnh cho các sản phẩm văn hóa đã khác đó. Nhưng mà nó cũng đồng thời là nó có thể mang đến một cái hiệu ứng tiêu cực, là nó giảm bớt đi những cái sức mạnh của các cái sản phẩm văn hóa đó. Đó. Thì đó là cái những cái trường hợp như là chúng ta thấy hiện nay đó, là những cái phim Trung Quốc ở Việt Nam đón nhận không còn nồng nhiệt
như ngày xưa nữa. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta phải lưu ý một điều nữa là cái mà chúng ta đang làm ở trong nước chúng ta và chúng ta đang làm trong cái quan hệ ngoại giao tương tác của mình đối với thế giới đó cũng là sức mạnh mềm. Và nói như thế thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều đang đóng một cái vai trò là đại sứ của đất nước mình. Đại sứ ở đây chúng ta không cần phải di chuyển ra khỏi đất nước mình đâu. Chúng ta ở ngay trong nước, và những người ở các đất nước khác, chẳng hạn như là họ ở Pháp đến, họ ở Tây Ban Nha đến, họ ở Hàn Quốc đến, thì họ tiếp xúc với chúng ta, họ thấy được cái nét văn hóa ở trong mỗi chúng ta, và cái nét cư xử văn hóa của chúng ta đó, chúng ta đang xây dựng một cái sức mạnh mềm của dân tộc hết sức thuyết phục và hết sức là quan trọng. Đấy. Thì nói như thế có nghĩa là mỗi chúng ta đang đóng một cái vai trò là đại sứ văn hóa của mình, của đất nước mình, ngay trong đất nước mình, là vì đất nước của chúng ta không phải là một đất nước đang bị cô lập hay là đang tách rời, mà chúng ta đang hòa nhập và chúng ta đang ở trong cái thế liên lập với thế giới, với toàn cầu. Và chính vì vậy đó là chúng ta đang thu hút, chúng ta đang mời gọi, và khi mà người ta đến với chúng ta, người ta thấy được cái nét đẹp văn hóa Việt Nam thể hiện từ từng con người Việt Nam bằng những cái cử chỉ, những cái hành vi hết sức là thân thiện, thì đó là cái mà chúng ta gọi là sức mạnh mềm. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Nhớ tới em vừa mới đọc một bài post gần đây, không biết là thông tin nó từ bao lâu, nhưng mà liên quan tới chính phủ Thái Lan á, họ đang tài trợ một chương trình để mà miễn phí cho tất cả mọi người, sao mọi người có thể dùng công nghệ AI hoặc là những công nghệ về internet để truyền bá sức mạnh mềm, tức là mỗi người giống như thầy và đều đang là đại sứ để truyền bá văn hóa. Em có đọc comment của mọi người khi nhận cái thông tin đó, thì có một bạn hỏi là nếu mà giả sử ai cũng học rồi ai cũng lên làm TikTok, thời gian đâu người ta làm nông dân, thì em mới tự hỏi là em cũng muốn hỏi thế Nam là nếu mà ai cũng làm, chúng ta đều có vụ trở thành đại sứ văn hóa đi, thì mỗi người sẽ chọn một cái cách để thể hiện công việc này của mình, thì như vậy nó có bị làm phân mảnh đi là cuối cùng cái gì là đại diện cho Việt Nam đây, nó xem là bị khó, hay là chỉ là một thuật ngữ khá chung chung giống như là ok người Việt Nam rất thân thiện hoặc là người Việt Nam rất đa sắc màu, nhưng mà cuối cùng không biết đa sắc màu là cái gì không ạ? Nó có bị rơi vào bẫy đấy không ạ? Bây giờ nói về cái câu chuyện là trước khi chúng ta nói về TikTok thì nói về cái câu chuyện là những người Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp khác nhau mà đang làm những cái ngành nghề rất là khác nhau đấy, thì chúng ta có thể là tạm thời chúng ta rời khỏi cái khu vực là đô thị, chúng ta về nông thôn, về đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng ta đến những cái khu chợ nổi, chợ nổi Cái Răng chẳng hạn, vân vân. Những cái người mà đang chèo thuyền rồi bán những cái sản phẩm nông nghiệp ở trên cái chợ nổi đó, những người đó đó chính họ đang là những người làm cái vai trò gọi là đại sứ nhân dân, ngoại giao nhân dân. Là vì sao? Là vì chúng ta đang mở ra du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch văn hóa để bạn bè năm châu đến với Việt Nam. Và khi mà bạn bè năm châu đến với Việt Nam, đi về sông Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long, hoặc là đi về đồng bằng Bắc Bộ đấy, thì tất cả mọi người đó là được có dịp tiếp xúc với những cái con người rất là cụ thể của những cái vùng nông thôn, cũng hết sức là cụ thể. Và nếu như chúng ta xây dựng được một cái nếp sống văn minh, văn hóa ở trong những con người đó, thì chúng ta đang góp phần xây dựng một cái bức tranh văn hóa của nông thôn Việt Nam, nông thôn Bắc Bộ, nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long, và những cái bức tranh đẹp về nông thôn, về con người Việt Nam đó
chính là những yếu tố góp phần xây dựng sức mạnh mềm của Việt Nam. Sau một cái chuyến đi du lịch như thế, cái người khách Nhật Bản, người khách Thái Lan hay là người khách Pháp, họ quay về đất nước của họ với một cái hình ảnh rất đẹp về Việt Nam. Không phải Việt Nam chung chung đâu, mà Việt Nam với ông nông dân A, bà bán xôi B, vân vân. Những hình ảnh đó nó sẽ khắc sâu vào trong cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của những cái vị khách du lịch đó, và nó trở thành cái hình ảnh đại diện của Việt Nam. Hình ảnh đại diện đó sẽ nói những điều gì? Một Việt Nam hết sức là thân thiện, một Việt Nam hết sức là chân thật, một Việt Nam hết sức là chan hòa. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta đang làm được cái việc là xây dựng quyền lực mềm ngay ở trong chính đất nước của chúng ta, để cho mọi người đến và cảm nhận và bị thuyết phục hay là được thuyết phục bởi cái đẹp của văn hóa Việt Nam. Thực ra trong một xã hội thì nó có rất nhiều loại gọi là các giai cấp thì cũng không đúng lắm, nhưng mà tạm gọi là có rất là nhiều nghề nghiệp rồi đặc thù loại hình mọi người á. Như của thầy nói thì có thể là một người nông dân, nhưng mà cũng có những người thì hàn lâm hơn. Thì cái quan điểm của em thì có thể nếu một quốc gia nếu chỉ tập trung về văn hóa truyền thống không á, thì có thể sẽ không gia tăng sức mạnh mềm nhiều. Tức là có hai cái nhóm người, tức là một cái nhóm thiểu số mang tính hàn lâm hơn, nhưng mà họ lại có tác động tới về có thể là ảnh hưởng lớn hơn thông qua chính sách. Nhưng một nhóm khác thì rộng hơn đó, những người mà gọi là văn hóa đại chúng ấy thầy. Nhưng mà nó có đa sắc màu hơn, thì em không biết là với theo quan điểm của thầy thì mình nên hoặc là mình có thể nhìn như thế nào, trên tập trung vào nhóm nào? Đây là cái câu chuyện đó. Nó mình tạm thời mình dùng hai cái chia ra thành hai nhóm. Một nhóm đó chúng ta tạm gọi là nhóm chuyên nghiệp, Làm chuyên nghiệp. chuyên nghiệp, và một nhóm kia đó chúng ta gọi là tạm gọi là không chuyên. Thế thì cái nhóm không chuyên, nói về nhóm không chuyên trước. Nhóm không chuyên trong cái việc là xây dựng cái sức mạnh mềm hay là quyền lực mềm của một quốc gia, thì nhóm không chuyên này chính là đại đa số người dân Việt Nam, những người dân ở thành thị, có thể là những bác chạy xe Grab chẳng hạn, hay là có những bạn làm công nhân đấy, tất cả những cái người đó đó luôn luôn trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta tương tác với người Việt Nam của mình, nhưng mà đồng thời tương tác với bạn bè, những cái khách du lịch đến với đất nước Việt Nam mình, thì chính là những cái người gọi là đại sứ nhân dân đó đó, chúng ta gọi là những người đại sứ nhân dân đang xây dựng quyền lực mềm với tư cách là những nhà xây dựng quyền lực mềm không chuyên. Họ không chuyên, họ họ bằng cái sức thuyết phục của họ chính là cái nét đẹp trong cái cách ứng xử của họ trong đời sống, họ mang lại cái đẹp văn hóa của người Việt đấy, thì cái đẹp văn hóa đó nó có một cái giá trị thuyết phục đối với người khách nước ngoài. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Thì chúng ta có thể nói được nhiều lắm. Giả dụ như là những nhà làm phim, những nhà làm âm nhạc, những nhà gọi là làm nghệ thuật nói chung, trong trong nghệ thuật thì chúng ta có thể là có nghệ thuật biểu diễn, rồi nghệ thuật đó là thị giác, vân vân. Thì những người mà gọi là làm chuyên nghiệp ở trong những cái lĩnh vực rất là chuyên sâu như thế, họ sẽ có những cái cách và có những cái phương tiện để họ xây dựng
cái sức mềm riêng và theo cái cách riêng của họ. Đấy. Thì nếu như là quay trở lại những cái bộ phim chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng cái bộ phim đó nó sẽ phản ánh được cái hình ảnh của người Việt Nam như thế nào. Đấy. Cái triết lý sống của người Việt Nam như thế nào. Có một cái điều cần phải nhấn mạnh đó là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái hình ảnh đã mang cái tính Việt Nam, nhưng mà nó đồng thời nó phải mang cái tính chất nhân loại, tính chất con người phổ quát. Tại vì nếu mà chúng ta xây dựng cái gì nó đặc thù Việt Nam quá Tách mà biệt với thế giới. cái người bên ngoài họ không thấy cái hình ảnh của họ ở trong đó, thì nó biến cái hình ảnh của mình trở nên xa lạ. Thế thì người Việt Nam vừa gần gũi với bạn bè thế giới trên cái nền tảng là nhân loại, nhưng mà vẫn mang được cái đặc sắc, cái hơi thở văn hóa của người Việt Nam thông qua những cái cách ứng xử hoặc là những cái hành vi hoặc là những cái biểu hiện về văn hóa nghệ thuật. Thì chính cái đó đó nó là hòa nhập nhưng là không hòa tan. Đấy. Thì nếu mà chúng ta làm được cái điều đó và chúng ta ý thức được cái công việc mà chúng ta đang làm đó, thì chúng ta đang xây dựng một cái điều rất là ý nghĩa. Ở đây tôi nói thêm một cái điều nữa. Khi mà chúng ta nói về cái giới chuyên nghiệp á, thì chúng ta có thể nhớ thêm một cái điều này nữa là trong văn hóa đó nó có nhiều khía cạnh lắm. Trong đó nó có cái khía cạnh gọi là khía cạnh ẩm thực. Đấy. À, văn hóa đừng đừng nghĩ là văn hóa chỉ là phim ảnh rồi Nghệ thuật. ca múa nhạc vân vân. Ẩm thực là một cái điều hết sức là quan trọng. Khi mà người du khách họ đến một cái đất nước đó, thì họ cái điều đầu tiên là họ muốn trải nghiệm cái văn hóa ở đất nước đó. Thì họ trải nghiệm bằng cách nào? Tiếng Anh á, nó có một cái thành ngữ nó gọi là you are what you eat, tức là anh ăn cái gì thì anh là cái đấy. Thế thì bây giờ một cái người khách nước ngoài họ đến Việt Nam, họ muốn trải nghiệm được cái văn hóa Việt Nam, thì họ ăn một bát phở, cái đó là một cái hành động là nhập thể văn hóa, tức là biến một cái những cái vật chất, bánh phở này, thịt bò này, cái cách nấu phở theo cái cách người Việt Nam, họ thưởng thức và họ mang cái sản phẩm rất là đặc thù đó, họ mang vào trong bản thân của họ và họ cảm thấy là họ đang chiêm nghiệm văn hóa Việt Nam theo một cái hướng, nó không phải là đi xem một cái cảnh quan đâu, mà đây là tôi đang nếm nếm theo cái nghĩa đúng thực là nếm, tức là tôi đang nếm văn hóa Việt Nam qua cái món gọi là món phở, hay là ăn một cái món gọi là bánh mì ở Việt Nam. Thì khi mà chúng ta nói cái điều đó đó là chúng ta thấy rằng ngay cả những cái người gọi là nghệ nhân mà nấu phở, chúng ta có ngày 12 tháng 12 hiện nay là chúng ta gọi là ngày của phở, và chúng ta mở những cái festival về phở. Cái festival gần đây nhất mới đây 12 tháng 12 là tổ chức ở Đà Lạt, thì nó là một cái điểm thu hút du lịch, và ở đó đó những cái người nghệ nhân đó mà nấu phở là tụ hội lại với nhau và trình diễn những cái biến tấu của phở, và những cái biến tấu đó chinh phục không chỉ là khách trong nước mà cả khách nước ngoài. Thì khi mà người nước ngoài họ đến họ thưởng thức một bát phở như thế, thì họ có thể là cảm thấy là ngon và cảm thấy là lạ, nhưng mà họ có thể cảm thấy một cái điều là cái sự tinh tế của ẩm thực Việt Nam trong cái việc nấu một cái nước dùng gọi là nước dùng phở. Nước dùng phở thì rất là khác với lại nước dùng của mì Hoành Thánh vân vân. Đấy, thì đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Trong cái giới chuyên nghiệp thì chúng ta có thể kể rất là nhiều. Chúng ta sẽ không giới hạn ở những người làm nghệ thuật, mà có những cái giới khác nữa, họ vẫn âm thầm, họ góp phần, họ xây dựng một cái bộ mặt gọi là bộ mặt văn hóa Việt Nam. Và khi mà nói về văn hóa Việt Nam thì nên hình dung văn hóa Việt Nam như là một cái khuôn mặt đa diện. Nó không phải là đơn diện mà nó là đa diện, và người ta cứ chuyển góc thì người ta lại nhìn ra một Việt Nam mới, và cái Việt Nam đó phải thuyết phục được người xem. Nhưng mà những cái góc nhìn gương mặt đa diện đó họ còn nhìn vào nhau để mà
phản ánh nhau. Ví dụ như người làm phim họ sẽ nhìn vào chính những background để mà phản ánh đời sống đường phố chẳng hạn. Vâng, Đấy. đó là cái sự gọi là tương tác hữu cơ. Tác Bây giờ mình hay gọi là organic đấy, là ăn hữu cái món gì thì mình bảo là cái tương món tác này là organic, organic. thì tương tác này nó phải là organic, Okay. tại vì nó phải có một cái hạt nhân. Mm. Cái hạt nhân đó là hạt nhân Việt Nam, Yeah. à, cái nền Hạt tảng nhân Việt Nam. hạt nhân Việt Nam luôn luôn á. Mình làm cái gì, à, có thể là Việt Nam, mình nói là Việt Nam là một cái ngôi nhà chung, à, của 54 dân tộc chẳng hạn đấy, thì chúng ta vẫn thường hay nói là thống nhất trong sự đa dạng Dạ, thông minh trong sự đấy, đã. thống nhất trong sự đa dạng. Thì cái sự đa dạng này nó không phải là nó chọi nhau đâu, mà nó rất là hài hòa với nhau và nó bổ sung cho nhau. Thầm bức tranh nó rất là hoàn chỉnh. Nó rất đẹp, Dạ. nó rất đẹp đấy. Quay vẫn là quan À, trọng, vẫn quay lại sự ý thức giá trị của mình là cái chính gì, và xác sau luôn, mỗi người có cái sự biểu hiện nó khác nhau đúng trên cái đúng giá trị chung đó. đúng. Thế thì một một người dân tộc Mông chẳng hạn, một người dân tộc Ê-đê chẳng hạn, thí dụ bây giờ mình thấy là tất cả đồng bào dân tộc vẫn có thể đến được với nhau, và cái mà gắn kết họ đó là dù là họ ở những cái nhóm dân tộc khác nhau, nhưng mà họ đều tự hào là người Việt Nam. Yeah. Thì cái hạt nhân Việt Nam là cái hạt nhân gắn kết. Future Impact Academy. Wider perspectives, richer souls. Em sẽ đi tiếp một câu hỏi khác nữa. Trong là có một số người thì dĩ nhiên cái vị trí của họ nó khác hơn so với đại đa số. Ví dụ như là trong câu chuyện về nhóm nhạc Hàn Quốc thì Blackpink, em gọi tạm gọi là nhóm ngôi sao hoặc là những người nổi tiếng. Em muốn hỏi thầy là vai trò của họ trong câu chuyện kiến tạo văn hóa hay câu chuyện lan tỏa sức mạnh mềm thì nó như nào? Họ có cần phải ý thức một cái gì đó khác hơn? Dĩ nhiên là mình nói từ khác đây không có nghĩa là để phân biệt hay là kỳ thị các nhóm khác, nhưng mà vấn đề là mỗi người sẽ cần ý thức cái vai trò riêng của mình nó như nào. Thì với cái nhóm thì người nổi tiếng hoặc là ngôi sao như vậy thì theo thầy thì họ cần ý thức về điều gì? Những cái nhóm như Blackpink đấy, thì mình có thể nói thế này, cả một cộng đồng, cả một cộng đồng, cả một dân tộc đang cùng với nhau, chung tay với nhau để xây dựng cái sức mạnh mềm. Sức mạnh mềm đó nó không phải là nó là cái gì từ trên xuống, mà cũng không phải là cái gì đơn thuần là từ dưới lên, mà nó là hai chiều. Chúng ta xây dựng sức mạnh mềm từ hai chiều, tức là từ top down và bottom up đã, và chính cái đó đó nó tạo nên cái sức mạnh toàn dân, sức mạnh toàn dân đã. Nếu mà cả một dân tộc, cả toàn bộ nhân dân ở trong một đất nước đều ý thức được cái điều đó, thì cái quốc gia đấy có một cái sức mạnh mềm cực kỳ lớn đã. Thì bây giờ mình nói đây là cái tổng thể, cái đại chúng đấy, nhưng mà không thể nào là một bác nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long lại bây giờ lại đi sang bên nước nào đấy để giới thiệu đấy. Thì chúng ta vẫn phải có những cái người chuyên nghiệp, thì những cái người chuyên nghiệp đấy đó, khi mà họ đi họ biểu diễn, hoặc là họ làm một cái sản xuất ra một bộ phim, và họ đến những cái liên hoan phim, để họ trình bày chẳng hạn, hay là họ tranh tài, thi thố, thì cái câu chuyện quan trọng nhất vẫn là ý thức mình là ai. Mình là người Việt Nam thì cái tự hào dân tộc nó đi kèm với lại cái trách nhiệm đối với dân tộc. Chúng ta trở thành cái người đại diện, chúng ta trở thành cái người đại sứ của đất nước, thì chúng ta không thể đánh mất cái vị trí của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lúc nào cũng phải giữ được cái hình ảnh đẹp đấy. Thì cái đó đó là cái điều cốt lõi nhất. À, tại vì bây giờ chúng ta có cái từ là người của công chúng à. Người của công chúng thì quan trọng lắm. Không chỉ là ở trong nước đâu, đi ra nước ngoài lại càng quan trọng hơn. Là vì mình đại diện cho Một một quốc đất gia. nước, cho một quốc gia, thì cái điều đó đối với những người xây dựng sức mạnh mềm chuyên nghiệp thì cái điều đó lại càng càng quan trọng hơn. Trong cái câu chuyện sáng tạo thì sao thầy?
Ví dụ như những người đấy có thể là nghệ sĩ, rồi họ có thể làm ca sĩ, thì trong câu chuyện sáng tạo thì họ ý thức như nào, tức là mình có cần phải trách nhiệm về sáng tạo nhiều hơn. Và câu hỏi thứ hai nữa là cái tính nhạy cảm trong việc tiếp nhận của các đối tượng nó ảnh hưởng như thế nào, nó thúc đẩy hoặc cản trở như thế nào về câu chuyện sức mạnh mềm về văn hóa. Em ví dụ như là một người nghệ sĩ họ ý thức được rằng là họ có khả năng về sáng tạo, họ thử nghiệm rất là nhiều, tuy vậy đại bộ phận công chúng có thể thấy hơi lạ so với cả những cái gì mà quen thuộc, thì họ có thể làm. Em ngại nhất cái trường hợp là khi tiếp nhận cái sự phản đối đó của công chúng, người nghệ sĩ họ không không sáng tạo nữa, họ sợ luôn. Thì chính cái điều đó làm em sợ hơn là câu chuyện họ có thể thất bại nhưng mà họ vẫn tiếp tục cứ. Thì với em muốn hỏi thầy đấy, cái tính nhạy cảm trong việc tiếp nhận mỗi đối tượng thì nó sẽ thúc đẩy hoặc là cản trở như nào? Vâng, trước hết nói về cái vấn đề nhạy cảm. Dạ. Nhạy cảm thì chúng ta thường hay nói là có những vấn đề nhạy cảm về đạo đức đó, hoặc là thậm chí là nhạy cảm về chính trị đó. Thì khi mà chúng ta sản xuất ra một cái sản phẩm nghệ thuật thì chúng ta phải là cái người đầu tiên ý thức rất là rõ về cái tầm ảnh hưởng hay là những cái hiệu ứng tích cực mà cái sản phẩm của mình có thể đóng góp được cho xã hội. Cái điều đó, đó là cái điểm xuất phát của người người nghệ sĩ. Gì? Anh không thể là nhân danh nghệ thuật và chúng ta nói là chúng ta muốn làm gì cũng được. Cái tự do sáng tác, tự do sáng tạo, chúng ta công nhận cái điều đó. Tại vì nếu không có tự do thì là chúng ta sẽ khuôn nó lại. Và đến một lúc nào đó khuôn nhiều quá thì nó trở thành sơ cứng. Nhưng mà khi mà chúng ta công nhận, chúng ta tôn vinh cái sự tự do của cái người nghệ sĩ thì đồng thời cái người nghệ sĩ đó phải thấy rằng đó ở trong cái tự do mà mình có đó, cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Tại vì nếu chúng ta nhân danh tự do và chúng ta phát triển hay là chúng ta sáng tác đến một mức nào đó mà cái hiệu ứng của mình đó, cái tác phẩm của mình đó nó mang lại hay là nó tạo ra những cái hiệu ứng tiêu cực đối với cộng đồng thì lúc đó không còn là sáng tạo Càng nữa. tự do lại càng ý thức về trách nhiệm nhiều Vâng, đấy hơn. thì theo tôi đó thì là đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải ý thức. Một cái điều khác nữa là quan hệ giữa người nghệ sĩ và công chúng. Có nhiều tác phẩm nghệ thuật nó đi trước cái tầm thời đại, nó đi trước cái gọi là cái thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Thì công chúng lúc đó đó, chúng ta tiếng Anh nó nói là not ready yet, tức là Chưa chưa sẵn sẵn sàng. sàng, chưa sẵn sàng để đón nhận những cái sáng tạo như vậy. Cái sáng tạo đó rất tốt, rất hay và nó có thể là ngay lập tức nó được cộng đồng thế giới đón nhận, nhưng mà cộng đồng trong nước lại chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Thì đối với những cái trường hợp đó, chúng ta thấy rằng đó, sáng tạo nghệ thuật phải đi đôi với giáo dục nghệ thuật. Tại vì chúng ta có công chúng thì cái công chúng đó phải được thường xuyên được nâng tầm. Nếu công chúng không được nâng tầm thì công chúng đó sẽ kéo nghệ thuật lùi lại và nghệ thuật của một nước không có cơ may để phát triển. Nghệ thuật chỉ có thể phát triển được nếu như chúng ta đồng thời phát triển cả hai, tăng cường giáo dục thẩm mỹ, thưởng ngoạn nghệ thuật cho công chúng và bên cạnh đó đó, song song đó là chúng ta nâng tầm nghệ thuật. Và có một điều quan trọng không kém là phải tạo ra cái sự tương tác giữa nghệ sĩ và người làm nghệ thuật với công chúng. Cái điều đó cho đến bây giờ đó có lẽ là ở ở trong nước mình đó chúng ta làm còn còn ít, chưa nhiều lắm, nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều này nhiều hơn và tốt hơn thì chúng ta sẽ có một cái công chúng có trình độ nghệ thuật cao. Và với một cái công chúng có trình độ nghệ thuật cao như vậy, chúng ta yên tâm về cái nền
văn hóa nghệ thuật của đất nước của chúng ta. À, cái điều đó là không thể bỏ qua được. Lúc nào cũng phải chú ý đến cái mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và công chúng. À, cả hai có cái quan hệ tương tác với nhau. Cái người nghệ sĩ phải thấy được đó là cái nhu cầu của công chúng. Họ đang cần cái gì? Họ có những vấn đề nào đang là vấn đề bức xúc của họ để mình có thể nói được cái vấn đề đó trong cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Và mình có thể đó là thông qua cái câu chuyện nói về những cái khía cạnh hết sức là đời thường nhưng nó lại thăng hoa lên một cái tầng nghệ thuật mới. Đó. Thì như thế là nghệ thuật nói được, nghệ thuật chia sẻ được với cuộc sống, nhưng mà nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Nghệ thuật không bị kéo xuống để nó trở thành nó là thấp, mà nghệ thuật vẫn có thể vươn lên với cái đỉnh cao, nhưng mà đồng thời nghệ thuật phải tương tác lại đối với công chúng và giúp họ đó cùng lúc nâng tầm của họ lên. Nghe thầy chia sẻ giống như là nếu mà mình hiểu rõ cái vai trò của mỗi bên như này thì thay vì trở thành cái hòn đá cản chân thì lại thành hòn đá để giúp nâng hết Chính cả xác, mọi người lên. chính xác. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Thì nối tiếp cái ý mà khi thầy nói là mình chia sẻ những cái giá trị của trong cái cộng đồng thì nó cũng liên quan tới câu chuyện về văn hóa đại chúng. Em muốn hỏi thầy là qua những cái quan sát hoặc là những cái nghiên cứu của thầy thì hiện nay trong 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 văn hóa đại chúng này liên quan tới tầng lớp xã hội rộng hơn, thì hiện nay trong xã hội thì mọi người đang quan tâm tới những cái giá trị gì thưa thầy? Tức là giá trị về văn hóa đại chúng. Dạ thì thế, em thử diễn đạt một cách khác, tức là văn hóa đang đại chúng thì nó sẽ đại diện cho đại đa số cái tầng lớp mà trong cái cộng đồng nào đó, thì nó đại diện cho niềm tin hoặc là những cái gì mà người ta đang đang theo đuổi. Thì thế nên em muốn đặt để với thầy câu hỏi là với quan sát của thầy thì hiện nay giá trị hiện tại mọi người đang quan tâm là gì, đặc biệt là người trẻ. Ví dụ như ngày xưa mình cái tính cộng đồng làng xã nó rất là cao, nhưng mà hiện nay thì khi mà mình ảnh hưởng bởi chủ nghĩa phương Tây thì giá trị cá nhân của bạn bạn trẻ sẽ cao hơn rất là nhiều. Em sẽ nhìn thấy rõ nhất là câu chuyện khi mà làm việc với cả các bạn Gen Z thì các bạn ấy sẽ có thể hiện cái tính cá nhân rất là mạnh, khác với thời mà tụi em mới đi làm thì dường như là cái việc tính cộng đồng nó vẫn còn chi phối rất là nhiều. Hoặc là có giống như là một nhóm nhạc bên Nhật hoặc là một cái nhóm nhạc nào đó của bên Mỹ, khi mà họ sỏ khuyên tai là họ cũng đang muốn nói một điều gì đó của tầng lớp xã hội đấy, thì nó tạo nên một cái văn hóa rất là đặc trưng. Cái câu chuyện quan hệ cộng đồng và cá nhân đó, nó là một cái câu chuyện lặp đi lặp lại. Cái xã hội Việt Nam mình đó, ở trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là cái giai đoạn của các vương triều, hay là mình hay nói một cách nôm na là thời phong kiến. Thì cái thời phong kiến đó đó, cái văn hóa chủ đạo chính là nho giáo. Đó. Cái văn hóa của nho giáo thì là đẩy mạnh hay là nâng cao hay là nhấn mạnh cái giá trị về cộng đồng, về tập thể. Đó. Những cái gì đó là nó mang cái giá trị tập thể thì sẽ được đó là nhấn mạnh nhiều hơn. À, đấy. À, đến một lúc nào đó đó thì khi mà chúng ta tiếp xúc với phương Tây á thì chúng ta mới thấy rằng là vào những cái thập niên 20, 30 thì chúng ta có một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn thì nó xuất hiện ở trong cái văn học Việt Nam và bắt đầu đó là nó lan tỏa ra với xã hội. Và lúc đó đó thì người ta đề cao cái gọi là cá nhân, con người cá nhân, con người cá nhân. Tự do cá nhân, muốn thoát ra khỏi những cái ràng buộc mà nó khoanh con người lại, không cho con người phát triển, những cái mà người ta gọi là những cái
trói buộc của nho giáo. Nhưng mà cái chủ nghĩa cá nhân đó hay là cái con người cá nhân đó nó lại phát triển đến một lúc nào đó thì nó lại là cá nhân chủ nghĩa. Đấy. Cá nhân chủ nghĩa. À, cá nhân chủ nghĩa. Và khi mà chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc á, thì hoặc là sau này đó, khi mà đất nước thống nhất rồi đó, thì chúng ta là đấu tranh để chống lại chủ nghĩa cá nhân. Tại vì làm gì thì lúc nào cũng nghĩ đến mình là duy nhất, mình không nghĩ đến tập thể. Thế thì trong một giai đoạn thì chúng ta có một cái câu khẩu hiệu rất là hay, gọi là mình vì mọi người và mọi người vì mình. Thế thì mình vì mọi người thì trước hết là mình phải vì tập thể trước đã. Thì khi mà mình thỏa mãn được những cái nhu cầu của tập thể thì đồng thời tập thể sẽ thỏa mãn được những Nhu cái cầu. nhu cầu của cá nhân. Tức là anh có thể cân bằng được, anh có thể xóa được cái xung đột giữa cá nhân với tập thể khi anh ưu tiên cho tập thể trước. Anh thỏa mãn được những nhu cầu của tập thể thì trong cái quyền lợi tập thể đó, quyền lợi cá nhân của anh cũng sẽ được thỏa mãn. Đấy. Sau cái thời kỳ gọi là mình vì mọi người vì mình, thì bây giờ chúng ta lại bước sang một cái thời kỳ gọi là toàn cầu hóa. Và bây giờ đó, cái gọi là cái giá trị cá nhân đó, self, mình nói là knowing yourself, hay Biết là mình. being yourself, mình như thế nào thì cứ thật là mình như vậy. Và cái đó nó trở thành một cái đó là nó self-centric, tức là tập trung vào cái cá nhân của mình nhiều quá. Và cái đó, đó nếu mà nó đi vào cực đoan quá thì nó tạo ra những cái hiệu ứng tâm lý không mấy tích cực. Là vì lúc nào mình cũng cảm thấy là cái mà mình muốn không được thỏa mãn. Nhưng mà mình phải nhớ một điều thế này, sẽ không có mình nếu như không có những người xung quanh. Những cái gì mà chúng ta có được bây giờ chính là nhờ ở công sức của gia đình, nhà trường, xã hội. Chúng ta thường hay quên cái điều đấy. Và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là bây giờ đó, chúng ta có Gen Z á, và có một cái cách khác đó là người ta gọi là cái generation, đó là generation me 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 and me. Mì Lúc nào cũng chỉ là tôi thôi. Thì cái đó đó cần có một cái sự cân bằng lại. Chúng ta phải ý thức được là sẽ không có ta nếu không có tập thể, không có người khác. Và cái đó nó trở lại cái câu chuyện gọi là liên lập đó, interdependence. Chúng ta không độc lập được đâu, hoàn toàn không thể nào độc lập được đó. Chúng ta sống và chúng ta cần phải biết ơn, biết ơn gia đình, biết ơn nhà trường, biết ơn xã hội. Và chính ở trong cái đó đó là chúng ta ý thức được là ồ, chúng ta là một 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 cá thể ở trong cái tập thể đó, và cái cá thể đó đó nó gắn kết chặt chẽ với cái tập thể đó, nó không thể tách rời được, nó không thể tách rời, làm sao tách rời được. Nó giống như là không phải là độc lập một cách hoàn toàn mà là rất là vẫn có cá nhân nhưng mà rất thống nhất trong một cái tập Đúng, thể. đúng, Lúc nãy thầy đúng. nói. Đấy. Thì nếu mà mình nhìn ra cái điều đó đó thì mình sẽ thấy được là chúng ta cố gắng hướng tới một cái sự hài hòa giữa cá nhân và tập thể. Thay vì đó là đòi hỏi thì chúng ta nghĩ đến cái câu chuyện là đóng góp. Thì một cái ông tổng thống ở nước Mỹ đó nói một câu rất hay là đừng hỏi là đất nước đã làm gì cho bạn, hãy hãy tự hỏi mình là mình đã làm gì được cho đất nước. Thì tôi nghĩ là một cái câu hỏi mang cái tính chất là chính trị, và trách nhiệm xã hội đó rất là cần thiết. Một nước Mỹ đó mà luôn luôn lúc nào cũng đề cao đó là cái quyền của con người, cái quyền của cá nhân. Nhưng mà cũng chính ở trong cái nước Mỹ đó người ta nói đến trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với nước đất nước.
đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, hãy hỏi là bạn đã làm gì được cho đất nước của mình. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls. Vậy bên ngoài, bên cạnh cả cái giá trị đó thì còn những giá trị nào khác mà xã hội đang quan tâm mà mình có thể cân nhắc chọn lựa trong câu chuyện dùng và xây dựng về văn hóa hay là sức mạnh mềm không thầy? À, một cái điều khác nữa đó, nó cũng liên quan tới cái câu chuyện là xây dựng một con người, xây Xây dựng dựng một một con con người người. đấy. Thì cái con người đó đó, chúng ta thấy là nó có một cái sự giằng co nhỉ, có một cái sự co kéo giữa một bên là con người cá nhân, một bên nó là con người rất là bên là tập thể. Đấy. Thế thì bây giờ mới tách ra để mình nói về con người. Thì cái con người ở đây đó, chúng ta quay lại cái câu chuyện mà lúc nãy là Phạm Thiên Ân nói đấy. Đấy, cái con người đó nó phải ý thức được đó. À, những cái mà gọi là đời sống nội tâm đó, cái đời sống nội tâm đó đó, thì chúng ta phải cần có một cái nhìn tỉnh táo hơn đấy. Về cái gọi là những cái gì gọi là hướng nội chẳng hạn, hướng nội đó thì thực ra đó cái mục đích cuối cùng đó vẫn là để hướng ngoại. Chúng ta quay về, chúng ta tìm hiểu cái bản thân của chúng ta, và chúng ta thấy ở trong cái con người của mình đó, ở bên trong nội tâm của mình đó, nó đang có những cái vấn đề nó xung đột với nhau như thế nào. Chúng ta nhìn rõ ra được những cái xung đột đó, và nếu như mà chúng ta có được một cái ý hướng là chúng ta đang là một con người trong cái thế liên lập, thì chúng ta từng bước chúng ta gỡ được những cái gút mắt ở trong đó đó, những cái mà chúng ta gọi là trầm cảm đó đó, hay là những cái gọi là chúng ta bị stress nhiều quá, thì chúng ta bình tĩnh lại một chút. À, hiện nay tôi thấy các bạn trẻ đi tư vấn tâm lý rất nhiều, và thực ra đó đó là những cái nhu cầu chính đáng thôi. À, nhưng mà cái việc mà khi các bạn đến những chuyên gia tâm lý thì vẫn là một cái cách để giúp cho các bạn bình tâm lại, các bạn bình tâm lại, các bạn từng bước các bạn soi rọi lại những cái mà chúng ta gọi là vấn đề đó, để xem thực sự nó là như thế nào. Đấy, thì có nhiều cái nó cũng không phải là vấn đề lớn đâu, nhưng chúng ta tự bản thân chúng ta phức tạp hóa nó. Và khi mà chúng ta phức tạp hóa nó như vậy đó, là chúng ta làm phức tạp hóa nội tâm của mình, chúng ta tự dằn mặt mình, và chúng ta cảm thấy là mình không không được thỏa mãn, không được là đáp ứng. Thì cái câu chuyện ở đây đó là bên cạnh là xây dựng những con người đó là có trách nhiệm hơn đối với bản thân mình và đối với xã hội. Tôi không nhấn mạnh đó là hoặc là cái này hoặc là cái kia, mà phải là cả hai. Xong Chúng ta hành. phải biết thương bản thân mình, tại vì thương bản thân mình thì mình mới xây dựng được một con người nội tâm lành mạnh. Và chỉ khi nào chúng ta có một đời sống nội tâm lành mạnh thì chúng ta mới có thể là lan tỏa ra, và chúng ta làm được, đóng góp được nhiều cho xã hội. Thì cái điều đầu tiên đó là phải có một cái đời sống tinh thần lành mạnh, và cái đời sống lành mạnh đó phải dựa trên cái ý thức là không có xã hội, không có gia đình, không có nhà trường, không có những người xung quanh ta thì không có ta. Giờ cái ngay cả chữ xã hội đôi khi đến thời đại này là mình phải mở rộng ra đến như cả cả những cái vấn đề của nhân loại nữa, chứ không chỉ là một xã hội quốc Đúng, gia đúng. riêng nữa, Đấy. vì chúng ta liên liên hợp với nhau rất là chặt chẽ rồi, chứ không chỉ một quốc gia đứng ra để giải quyết được một vấn đề Đấy. chung. Thì bây giờ cũng ở góc độ đó, thì lúc nãy là chúng ta nói là phải tìm ra được một cái sự cân bằng giữa là tôi và xã hội và cộng đồng. Đấy. Thì tương tự như thế, ở cái cấp độ quốc gia đó, thì chúng ta có là công dân của một quốc gia và công dân toàn cầu. Thì để có thể là công dân tốt toàn cầu thì chúng ta phải cố gắng là công dân tốt ở quốc gia trước đã. Đúng. Đấy, thì cái đó cũng giống như là mình phải biết yêu yêu mình trước đã, nhưng mà yêu mình không có nghĩa là mình ích kỷ. Mình yêu mình để mình giữ cho mình có một cái đời sống tinh thần hoặc là thể chất
lành mạnh. Mà khi mà lành mạnh cả về tinh thần thể chất rồi thì mình sẽ đóng góp tích cực hơn cho xã hội, và cái đó đó mình đang làm tròn một cái gọi là cái chức trách của một con người. Em nghĩ là em sẽ dành câu hỏi cuối cho thầy, nhưng mà nó lại quay ngược lại cái câu hỏi mà chúng ta đặt để đầu tiên của cái buổi ngày hôm nay, đó là làm sao để giới trẻ có thể tham gia vào, đóng góp vào sức mạnh mềm của một quốc gia. Thì thông qua xuyên suốt buổi trò chuyện rồi, em đã có những cái đúc kết riêng của bản thân, nhưng mà thầy Nam có thể giúp cho khán thính giả của chương trình một cách tóm lược lại những cái ý rất là chính, cốt lõi để một một người trẻ mình có thể đóng góp được vào câu chuyện chung là sức mạnh mềm. Vâng, có lẽ là để chốt lại thì có một số cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ. Khái niệm sức mạnh mềm nguyên thủy, nó là một cái khái niệm liên quan tới quan hệ quốc tế, liên quan tới khoa học chính trị, liên quan tới ngoại giao. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là nó chỉ là cho các vị lãnh đạo hay là các cái cơ chế thuộc về về quản lý đất Chính nước, trị. quản lý quốc gia. Trong cái khái niệm sức mạnh mềm đó thì văn hóa là nhân tố quan trọng đấy. Và khi mà chúng ta nói văn hóa thì chúng ta hiểu là văn hóa là tất cả các mặt khác nhau của đời sống. Và khi mà chúng ta đã đi đến cái nhận thức đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta hàng ngày đang sống với văn hóa, chúng ta đang góp phần vào cái việc là kiến tạo văn hóa. Các bạn đang đóng góp với cái vai trò là chủ thể, các bạn không phải là khách thể để cho người khác tác động vào. Tất nhiên các bạn vẫn bị tác động bởi xung quanh, nhưng mà trong cái sự tác động đó thì các bạn phải thấy rằng chúng ta đang là một chủ thể, và cái chủ thể này đó nó đang có cái sự tương tác hai chiều đối với lại cộng đồng xung quanh, đối với lại xã hội quanh chúng ta. Và khi mà đã ý thức được như vậy thì chúng ta cái điều mà quan trọng nhất là các bạn có thể tùy tùy theo các bạn có thể tham gia một trong hai lực lượng. Một là xây dựng sức mạnh mềm với tư cách là lực lượng chuyên nghiệp, tức là các bạn đi làm nghệ thuật, các bạn tham gia vào những cái lĩnh vực mà có thể là giới thiệu được văn hóa Việt Nam đến với lại thế giới, thì các bạn đang tham gia vào một cái lĩnh vực gọi là chuyên nghiệp để xây dựng sức mạnh mềm thông qua văn hóa. Nhưng mà các bạn cũng có thể là các bạn đứng ở cái góc độ là người không chuyên, và trong cái góc độ không chuyên đó thì các bạn cố gắng là các bạn sống một cái đời sống văn hóa tốt đẹp nhất với những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam mình. Và những cái phẩm chất đó đó nó đòi hỏi ở chúng ta một cái trách nhiệm, một trách nhiệm đối với bản thân mình và trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội đó, và rộng hơn đối với quốc gia dân tộc và đối với lại thế giới toàn cầu đấy. Thì nếu mà các bạn làm được cái điều đó thì các bạn đang hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp tham gia vào cái việc là xây dựng sức mạnh mềm cho Việt Nam mình. Em thì cũng muốn chia sẻ những cái đúc rút riêng của bản thân mình, và ngoài cái câu chuyện là ý thức rất là rõ ràng những giá trị của Việt Nam mình ở đâu như thầy vừa mới đề cập, thì bản thân em thấy được rằng là mình cần biết luôn cả được là cái nguồn tài nguyên nào để mình khai thác, và nguồn tài nguyên đó có khả năng để chuyển hóa thành sức mạnh mềm dưới một cái hình thái lôi cuốn hơn, quyến rũ hơn. Và cái thứ hai nữa là câu chuyện về sức mạnh mềm nó không phải là chuyện đứng riêng lẻ và một cá nhân hay là một nhóm bán chuyên nhất định hay là một nhóm chuyên nghiệp làm nhất định, mà là câu chuyện liên hệ giữa các tổ chức cá nhân với nhau để mà mình có thể tạo ra một cái giá trị nó rất cuốn hút, và nó phản ánh giá trị từ nhóm tầng lớp có thể cao hơn đến nhóm tầng lớp đại chúng. Thì đấy là một sự tổng hòa chung của một cái cộng đồng. Thì và em ngoài nữa có một cái điều nữa em định hỏi thêm, nhưng mà chắc đâu đó xuyên suốt trong cái quá trình thầy nói lên thì cũng đã có nhắc tới rồi, và trên cái câu chuyện về
kênh truyền thông, đấy, mình đã có một cái sản phẩm, mình có cái sản phẩm có nội hàm đẹp, lôi cuốn, thì làm sao để mà lan tỏa tới bạn bè quốc tế nhiều hơn. Thì đấy là những cái thứ mà em đã đúc rút và một cái ý em khá là tâm đắc. Bởi nếu mà nhìn qua là Hàn Quốc có thể chọn về văn hóa đại chúng như âm nhạc, ẩm thực, phim ảnh. Singapore thì họ không chọn những thứ quen thuộc như vậy, họ thấy như là người ta nhắc tới Singapore nhớ tới về giáo dục, nhớ tới một quốc gia thịnh vượng. Thì một cái gợi ý ở gần cuối buổi của thầy nó xây dựng một con người. Em không biết là nó sẽ như thế nào nhưng thấy là một cái ý rất là mới để chúng ta có thể cân nhắc, xem xét và rõ ràng là mỗi cá nhân chúng ta đều như là một con người cá thể, có thể thấy được là mình cũng sẽ đóng góp vào câu chuyện văn hóa và từ đó tạo nên cái sức mạnh mềm của quốc gia. Dạ, cảm ơn thầy Nam rất là nhiều. Và có lẽ là trước khi mà kết thúc thì tôi cũng cũng xin nói nhanh thôi, chúng ta rất là quen thuộc với cái hình ảnh bỏ đũa phải không ạ? Dạ. Từng một cái đũa như thế thì nó rất là yếu ớt, nhưng mà khi mà chúng ta kết nối nó lại thành một bó thì chúng ta cứ hình dung là cái sức mạnh mềm của một quốc gia nó cũng tương tự như vậy. Nếu chỉ là những cái thanh đũa riêng lẻ thì nó yếu ớt, nó không có đủ sức mà nó chống chọi. Nó cũng không đủ sức để nó tạo ra một cái hình ảnh ấn tượng. Thì nếu cả một cái đất nước, trong đó mỗi người dân đều ý thức là mình đang là một cái chủ Chủ thể thể. để xây dựng sức mạnh mềm cho đất nước mình, thì chúng ta đang đang kết nối lại với nhau để trở thành một cái bó đũa cho đất nước, cho quốc gia. Dạ, rất Vâng. cảm ơn thầy về thông điệp cuối của chị. Xin cảm ơn Future Impact Academy đã tạo điều kiện cho tôi có dịp trao đổi với các bạn trẻ. Dạ, cảm ơn thầy Nam đã dành thời gian cho chương trình ạ. Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives, richer souls.